Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn Toán lớp 10 sách Kết nối tri thức. Bài 1 phần bài tập. Rồi các em mở sách giáo khoa trang 11. Bài tập 1.1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? Câu A: Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. Rồi chúng ta chưa cần biết tính đúng sai của câu này. Trước hết là các em nhận xét xem câu này có phải là mệnh đề hay không. Rồi ở đây các em hiểu mệnh đề là câu khẳng định có tính đúng sai. Thì ta thấy câu A này là câu khẳng định. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. Do đó câu A là mệnh đề. Chúng ta chưa cần xét xem là mệnh đề này đúng hay sai. Câu B, bạn học trường nào? Thì câu này là câu hỏi chứ không phải là câu khẳng định có tính đúng sai. Do đó câu B không phải là mệnh đề. Câu C, không được làm việc riêng trong giờ học. Thì câu này là câu khiến. Do đó câu này cũng không phải là câu khẳng định có tính đúng sai. Cho nên câu này cũng không phải là mệnh đề. Câu D, tôi sẽ sút bóng trúng xà ngang. Thì câu này cũng không phải là câu khẳng định có tính đúng sai. Cho nên câu này cũng không phải là mệnh đề. Vậy các em chọn đáp án ở đây là câu A. Bài tập 1.2, xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau. Câu A, pi lớn hơn 10/3. Rồi ở đây các em cần ghi nhớ mệnh đề là câu khẳng định có tính đúng sai. Nội dung của mệnh đề có liên quan đến toán học thì chúng ta gọi là mệnh đề toán học. Cụ thể ở đây mệnh đề pi lớn hơn 10/3 là một mệnh đề toán học. Bây giờ các em xét xem là mệnh đề này đúng hay sai. Các em biết là số pi chúng ta lấy gần đúng thì nó bằng 3,14159. Trong khi đó 10/3 ta lấy 10 chia 3 thì được số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,3333. Tức là số thập phân này ở phần thập phân có chu kỳ là 3. Tất nhiên là 3,14159 thì bé hơn 3,3. Rồi, mệnh đề này khẳng định là pi lớn hơn 10/3 là sai. Ở đây chúng ta chỉ ra pi nhỏ hơn 10/3. Vậy, mệnh đề pi lớn hơn 10/3 là mệnh đề sai. Câu B, phương trình 3x cộng 7 bằng 0 có nghiệm. Thì đây cũng là một mệnh đề toán học. Bây giờ các em xét xem mệnh đề này đúng hay sai. Trước hết là các em giải phương trình này xem phương trình này có nghiệm hay không. 3x cộng 7 bằng 0. Chuyển 7 sang vế bên phải. Các em nhớ chuyển vế thì phải đổi dấu. Cộng 7 các em đổi thành trừ 7. 3x bằng âm 7 thì suy ra x bằng âm 7/3. Sau đó nghiệm của phương trình là x bằng âm 7/3. Vậy mệnh đề phương trình 3x cộng 7 bằng 0 có nghiệm là mệnh đề đúng. Mệnh đề này khẳng định phương trình 3x cộng 7 bằng 0 có nghiệm và chúng ta đã chỉ được nghiệm của phương trình này là âm 7/3. Vậy mệnh đề này là mệnh đề đúng. Câu C, có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0.
theo em là mệnh đề này đúng hay sai? À, có ít nhất một số, tức là chúng ta chỉ cần tìm ra một số mà cộng với chính nó bằng không thì mệnh đề này là mệnh đề đúng. Ta ví dụ không cộng với chính nó bằng không. Như vậy chúng ta đã chỉ ra được một số mà cộng với chính nó bằng không. Do đó mệnh đề này là mệnh đề đúng. Vậy mệnh đề có ít nhất một số cộng với chính nó bằng không là mệnh đề đúng. Câu D, 2022 là hợp số. Trước hết các em nhớ lại thế nào là hợp số. À, hợp số là nó có nhiều hơn hai ước. Ngoài hai ước là một và chính nó thì nó còn có thêm một số các ước khác. Tức là nó có nhiều hơn hai ước. Ta thấy 2022 có nhiều hơn hai ước. Ví dụ 2022 có các ước là 1, 2022. Rồi vì số này là số chẵn cho nên nó chia hết cho 2. Vì số này có tổng các chữ số bằng bằng 6, 6 chia hết cho 3. Cho nên số 2022 cũng chia hết cho 3. Như vậy là ta thấy cái số 2022 này nó có nhiều hơn hai ước. Cho nên nó là hợp số. Vậy mệnh đề 2022 là hợp số, là mệnh đề đúng. Tiếp theo là các em sang bài tập 1.3 cho hai câu sau. Mệnh đề P. Tam giác ABC là tam giác vuông. Mệnh đề Q. Tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại. Hãy phát biểu mệnh đề tương đương P tương đương Q và xác định tính đúng sai của mệnh đề này. Trước hết, các em hiểu thế nào là mệnh đề tương đương? Ta có mệnh đề kéo theo P suy ra Q được phát biểu dưới dạng nếu P thì Q. Mệnh đề đảo của mệnh đề này là mệnh đề Q suy ra P. Mệnh đề kéo theo Q suy ra P được phát biểu dưới dạng nếu Q thì P. Nếu cả hai mệnh đề này đều đúng thì ta nói hai mệnh đề P và Q tương đương. Ta ký hiệu là P tương đương Q. Mệnh đề này được phát biểu P khi và chỉ khi Q. P khi và chỉ khi Q hay là P tương đương Q hoặc là P nếu và chỉ nếu Q. Hoặc là P là điều kiện cần và đủ để có Q. Rồi bây giờ các em phát biểu mệnh đề tương đương. Mệnh đề này được phát biểu dưới dạng là P khi và chỉ khi Q. Các em không thích dùng cụm từ khi và chỉ khi thì các em có thể thay bằng cụm từ tương đương. P tương đương Q. Hoặc là các em thay bằng cụm từ nếu và chỉ nếu. Các em cũng có thể thay bằng cụm từ là điều kiện cần và đủ để có. P là điều kiện cần và đủ để có Q. Được chưa? Các em dùng một trong các cách đó. Trước hết là các em phải xác định đâu là P, đâu là Q. À, P tam giác ABC là tam giác vuông. Q tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại. Vậy mệnh đề tương đương P khi và chỉ khi Q được phát biểu như sau. Tam giác ABC là tam giác vuông khi và chỉ khi tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại. Tam giác ABC là tam giác vuông khi và chỉ khi tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại. Rồi bây giờ các em xác định tính đúng sai của mệnh đề này. Rồi các em nhớ mệnh đề này đúng khi P suy ra Q đúng và Q suy ra P đúng. Tức là hai mệnh đề này phải đều đúng.
thì ta mới nói là hai mệnh đề P và Q tương đương. Rồi mệnh đề tương đương đúng khi hai mệnh đề này đúng. Trước hết là các em xét mệnh đề P suy ra Q. Mệnh đề này được phát biểu như thế nào? Rồi mệnh đề này được phát biểu dưới dạng nếu P thì Q. Nếu tam giác ABC là tam giác vuông thì tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại. Các em xét tính đúng sai của mệnh đề này. Nếu tam giác ABC là tam giác vuông, ví dụ vuông tại A, thì tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại. Tức là các em phải chỉ ra được góc A bằng góc B cộng với góc C. Rồi ta có tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180 độ. Trong đó góc A bằng 90 độ. Thì suy ra góc B cộng góc C bằng 180 độ trừ đi góc A. Tức là trừ đi 90 độ và bằng 90 độ. Ta suy ra góc A bằng góc B cộng góc C vì cũng bằng 90 độ. Như vậy, nếu tam giác ABC là tam giác vuông thì tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại. Một góc bằng tổng hai góc còn lại. Như vậy mệnh đề P suy ra Q là đúng. Như vậy là mệnh đề P suy ra Q đúng. Tiếp theo là các em phát biểu mệnh đề Q suy ra P. Mệnh đề Q suy ra P được phát biểu dưới dạng nếu Q thì P. Q suy ra P. Nếu Q thì P. Nếu tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại thì tam giác ABC là tam giác vuông. Rồi chúng ta xét tính đúng sai của mệnh đề này. Giả thiết là góc A bằng góc B cộng góc C. Kết luận là góc A bằng 90 độ. Ta có góc A bằng góc B cộng góc C. Tức là nếu tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại thì tam giác ABC là tam giác vuông. Bây giờ các em chứng minh góc A bằng 90 độ. Rồi, mà A cộng B cộng C bằng 180 độ. Bây giờ các em thay góc B cộng góc C bằng góc A. Thì ta có góc A cộng góc A. Các em thay cái chỗ này bằng góc A này. Góc A cộng góc A bằng 180 độ. Rồi suy ra hai lần góc A bằng 180 độ. Do đó góc A bằng 180 độ chia cho 2 và bằng 90 độ. Vậy tam giác ABC là tam giác vuông. Vậy tam giác ABC vuông. Do đó mệnh đề Q suy ra P là đúng. Như vậy cả hai mệnh đề này là đúng. Ta nói mệnh đề P và Q là hai mệnh đề tương đương. Như vậy chúng ta kết luận mệnh đề tương đương này là mệnh đề đúng vì cả hai mệnh đề P suy ra Q và Q suy ra P đều đúng. Tiếp theo là các em sang bài tập 1.4, phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề sau và xác định tính đúng sai của chúng. Mệnh đề P, nếu số tự nhiên n có chữ số tận cùng là 5 thì n chia hết cho 5. Rồi trước hết là các em hiểu ta có mệnh đề kéo theo A suy ra B được phát biểu dưới dạng nếu A thì B.
Mệnh đề đảo của mệnh đề này là mệnh đề kéo theo B suy ra A, được phát biểu dưới dạng nếu B thì A. Như vậy ở đây, mệnh đề P này các em phải chỉ ra đâu là A, đâu là B. A nó chính là số tự nhiên N có chữ số tận cùng là 5. Đây là A. B nó chính là N chia hết cho 5. Đây là B. Có đúng là mệnh đề P này được phát biểu dưới dạng nếu A thì B. Vậy mệnh đề đảo của mệnh đề này sẽ được phát biểu dưới dạng nếu B thì A. Nếu B thì A. Mệnh đề đảo của mệnh đề P là nếu B thì A, tức là nếu số tự nhiên N chia hết cho 5 thì N có chữ số tận cùng là 5. Nếu số tự nhiên N chia hết cho 5 thì N có chữ số tận cùng là 5. Rồi các em xét tính đúng sai của mệnh đề này. Các em nhớ lại dấu hiệu chia hết cho 5. Những số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Như vậy, nếu số tự nhiên N chia hết cho 5 thì nó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Ở đây nói nó có chữ số tận cùng là 5 là sai. Đúng không? Nếu số tự nhiên N chia hết cho 5 thì N có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5, chứ không phải là chỉ có 5. Như vậy, mệnh đề đảo này là sai. Tiếp theo là mệnh đề Q. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau. Rồi ta thấy mệnh đề Q được phát biểu dưới dạng nếu A thì B. Vậy mệnh đề đảo của mệnh đề Q được phát biểu dưới dạng nếu B thì A. Rồi trước hết là các em chỉ ra đâu là A, đâu là B. Nếu A thì B. Vậy mệnh đề đảo của mệnh đề Q được phát biểu như sau. Nếu B thì A, tức là nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Rồi các em xét tính đúng sai của mệnh đề này. Rồi các em biết là hình thoi có hai đường chéo bằng nhau, đúng không? Hình vuông cũng có hai đường chéo bằng nhau, hình chữ nhật cũng có hai đường chéo bằng nhau. Như vậy nói, tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật là sai. Không chỉ riêng hình chữ nhật mà hình thoi, hình vuông cũng có hai đường chéo bằng nhau. Vậy mệnh đề đảo này là sai. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi phần tiếp theo được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc các em học tốt.